Rất là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp dự hóa lành, gặp hung hóa cát, gặp thời đổi vận, phúc lộc đề đa, tiền vào như nước, tiền ra nhổ giọt, giàu sang viên mãn tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải muốn gửi tới quý cô bác, anh chị. Nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ gửi tới quý cô bác, anh chị đó chính là nội dung như sau. Tiên tri tiết lộ chính xác 100% đúng tháng 5, tháng 6 và tháng 7 âm lịch năm 2024, tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, đang khổ ngập đầu, bất ngờ được cát tinh hội tụ, thần tài trả ơn, làm ăn trúng lớn, trúng số liên tiếp, giàu có hơn người. Đầu tiên, đặc trưng tính cách và vận số cuộc đời của người tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, nam nữ mạng. Tuổi Giáp Dần, mệnh thủy, đại khê thủy, nước khe lớn, khắc sơn hạ hỏa, con nhà hắc đế, phú quý, xương con cọp, tướng tinh con trâu, cuộc đời được ông quan đế độ mạng. Giáp Dần xếp hạng thứ 3 trong số 12 con giáp. Giáp Dần có trí nhớ tốt và tinh thần ham học hỏi, điều đó giúp cho họ thu thập được thông tin, kiến thức ở bất kỳ đâu. Với con mắt nhìn xa trông rộng, tuổi này có thể nhìn nhận phân tích vấn đề một cách logic khoa học, ít khi họ bị mắc phải những sai lầm. Mục tiêu phấn đấu của họ trong suốt cuộc đời là tiền bạc, địa vị và quyền lực. Những việc người khác không làm được thì Giáp Dần lại giải quyết nhanh chóng, lý do bởi họ không bao giờ sợ hãi khuất phục trước công việc khó khăn nào. Họ coi trọng danh dự và chữ tín của mình, có trách nhiệm với công việc và mọi người xung quanh. Chính vì thế, Giáp Dần thường hay ra tay bảo vệ những con người yếu đuối khổ cực, quý mệnh rất mạnh mẽ, dễ dàng thích nghi với những áp lực khắc nghiệt của công việc. Họ sẽ không cho phép bản thân được tự do nghỉ ngơi, hưởng thụ khi chưa có địa vị quyền lực trong tay. Giáp Dần là những con người thời hiện đại, nhưng không bao giờ đi ngược lại với văn hóa của truyền thống. Họ rất tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ cho mọi người. Nhưng một khi danh dự, lòng tự trọng của họ bị xúc phạm, thì Giáp Dần sẽ căm ghét, ôm lòng thù hận người đó. Họ không bao giờ hài lòng với cuộc sống hiện tại của bản thân. Bởi vậy mà người này luôn cố gắng phấn đấu, chăm chỉ làm việc. Thời gian rảnh rỗi của họ là rất hiếm. Giáp Dần vẽ bề ngoài mạnh mẽ, cứng cáp, nhưng sâu trong nội tâm, họ lại là người sống giàu tình cảm. Họ rất thật thà, chân thành với mọi người, không bao giờ lừa dối, lợi dụng ai. Giữa đám đông tuổi hổ luôn năng động, nhiệt tình, nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Dường như người này luôn lạc quan, yêu đời, không bao giờ cảm thấy áp lực mệt mỏi trong cuộc sống. Bình thường người này khá hài hước và hiền lành, nhưng mỗi khi nóng giận nổi lên thì sẽ khó có thể kiềm chế được bản thân mình được. Không ít lần cơn nóng giận ấy khiến cho họ mắc phải những sai lầm không đáng có một cách nghiêm trọng. Suy cho cùng, đó đã là bản chất của Giáp Dần rồi, nên khó có thể khắc phục được. Giáp Dần khi còn trẻ ham muốn học hỏi, thông minh hơn bạn bè cùng trang lứa. Càng trưởng thành, họ càng đam mê tìm tòi, khám phá những điều mới mẻ ở xung quanh. Nếu phải lựa chọn giữa cuộc sống an nhàn, bình yên, tầm thường với cuộc sống xa hoa sung sướng, thì Giáp Dần sẽ đấu tranh để hướng tới cuộc sống xa hoa uy quyền. Luận giải tử vi tuổi Giáp Dần năm 2024 cho thấy, Giáp Dần gặp năm xung khắc với ngũ hành lưu niên, đồng thời được nhiều cát tinh trợ mệnh để giải vây. Họ sẽ có nhiều thách thức cần vượt qua và cả những cơ hội để bước phá. Đặc biệt trong 3 tháng giữa năm này là thời điểm để Giáp Dần bứt phá nhất trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Về công việc, phương diện này của Giáp Dần được những sao tốt hỗ trợ về công danh như chính ấn và chính quan chiếu mệnh, nên nhiều chuyển biến tích cực hơn năm trước. Đặc biệt, nam mệnh sẽ có nhiều không gian phát triển hơn nữ mệnh nhờ có sao Thái Dương hậu thuẫn. Tuy vậy vẫn còn đôi chút gập ghềnh do tính đa nghi của Giáp Dần trở nên mạnh mẽ hơn trong năm nay. Về tài lộc, công việc ổn định nên thu nhập của những chú hổ cũng được đảm bảo. Chỉ cần quý mệnh chăm chỉ thì không lo thiếu ăn, thiếu mặc. Việc làm ăn kinh doanh trong năm túc tắc vẫn có những lợi nhuận thu về. Ở phương diện tình cảm,
do là chịu ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc nên không tốt như Giáp Dần mong đợi. Hiểu lầm có thể là nguyên nhân phá hỏng mối quan hệ tình cảm của quý mệnh, thậm chí tạo cơ hội cho kẻ thứ ba chen chân. Về sức khỏe, quý mệnh lúc này nên chú ý vấn đề vận động, luyện tập thể thao. Lười vận động sẽ không tốt, vận động quá sức cũng sẽ hại cho sức khỏe. Quý mệnh nên tập luyện cân bằng và phù hợp để đảm bảo thể trạng ổn định, hạn chế chấn thương và nguy cơ bệnh tật. Và sau đây sẽ là chi tiết các phương diện cuộc sống của Giáp Dần, sinh năm 1974, trong tháng 5, tháng 6 và tháng 7 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024 như sau. Đầu tiên là về mặt sự nghiệp. Công việc làm ăn phát triển ổn định, đầu đó có sự đổi mới tích cực hơn, nhưng không nhiều, vẫn còn thiếu một vài yếu tố để tạo ra sự bùng nổ. Hãy coi đây như giai đoạn tích lũy để chờ thời cơ tốt mà tỏa sáng. Người làm công ăn lương thì công việc ổn định, có quý nhân long đức tăng phần phúc khí, các mối quan hệ xã giao hài hòa, có dấu hiệu thăng tiến về chức vụ hay lương thưởng vào những tháng giữa năm này. Thương quan xuất hiện, thúc đẩy việc kinh doanh buôn bán thêm phần thuận lợi. Quý mệnh lúc này có thể mở mang thêm một vài hạng mục mới hoàn toàn, ban đầu có thể là tay ngang, nhưng lâu dần trở thành nguồn thu chính, hứa hẹn quả đáng để kỳ vọng. Tuy vậy, vận trình vẫn có những khúc quanh co, có tiểu nhân âm thầm phá sau lưng, nhắc nhở Giáp Dần vì thế hành sự thận trọng, nên cảnh giác cả với người thân quen. Về mặt tài lộc, cục diện bình hòa xuyên suốt, vận khí vẫn ổn định, giúp cho Giáp Dần cân bằng chi tiêu tài chính, có thể tích lũy một món kha khá dùng cho một vài dự định quan trọng sắp tới. Còn người làm công ăn lương, thu nhập ổn hơn, nhưng chưa đa dạng nhiều nguồn thu. Người kinh doanh buôn bán tự thân có thêm các nguồn thu ngoài luồng, tổng thu nhập năm 2024 vẫn rất lý tưởng, không hề kém cạnh bất cứ ai. Tuy nhiên sự ổn định khó mà kéo dài, khi hung tinh kiếp tài và tiểu hao quế phá, hai tinh tú này đều chủ về hao tán tiền của, ngầm đưa ra chỉ báo rằng tiền bạc kiếm được nhiều nhưng khó tụ, mà dễ tiêu hao cho cuộc sống bản thân hoặc gia đình. Chính vì thế, đây chưa phải là thời điểm thích hợp để Giáp Dần tiến hành đầu cơ ngắn hạn, rủi ro rất cao, khó thu hồi vốn, chứ không hề dễ dàng như những kẻ đưa ra lời dụ dỗ. Lúc này bạn nên tập trung cho các danh mục đầu tư chung và dài hạn, đi chậm nhưng chắc, kéo về nguồn thu đều đặn hàng tháng. Về mặt tình cảm, gia đạo, tình duyên hay gia đạo Giáp Dần 3 tháng giữa năm 2024 này khá tốt, ít sóng to gió lớn. Nam nữ độc thân tuy không quá vượn đào hoa, nhưng may mắn có được các mối quan hệ chất lượng do trưởng bối giới thiệu, từ đó có thể tìm được người ưng ý đáp ứng những tiêu chuẩn nhất định, thậm chí có thể cân nhắc lâu dài. Gia đạo khá hài hòa, dù khó tránh những lúc xung đột giữa các thế hệ khác nhau, tình cảm vợ chồng duy trì ở mức bình ổn, đôi khi khá nhạt nhòa, khiến một trong hai nảy sinh tâm lý chán trường, muốn tìm người khác để sóc màu tâm sự. Nhưng cơ hội này hung tinh phá toái gieo sắc điều phiền muộn. Nếu không thực sự tỉnh táo, quý mệnh rất dễ rơi vào cảm lấy tình ái để đe dọa hạnh phúc gia đình bấy lâu. Lúc này bạn hãy chế ngự sự cám dỗ bằng chính những thói quen chăm lo cho nửa kia, có như vậy vận hạn sẽ qua. Với các cặp đôi đang hẹn hò hoặc tiến chuyện hôn nhân, kiếp tài mang theo điềm báo về sự cạnh tranh. Nếu bạn không chủ động nắm giữ hạnh phúc, e rằng sẽ tuột khỏi tầm tay. Bất luận là nam hay nữ cũng nên cảnh giác về điều này nhé. Về mặt sức khỏe, so với năm ngoái, sức khỏe Giáp Dần tốt hơn đôi phần. Tuy nhiên vẫn còn đề phòng các bệnh liên quan đến vấn đề tuổi tác gây suy nhược cơ thể hoặc các bệnh thần kinh do suy nghĩ quá nhiều. Với người cao tuổi trong gia đình thì cần theo dõi huyết áp và lượng đường huyết để phòng nguy cơ bị đột quỵ. Người trẻ tuổi trong gia đình thì chú ý đi lại cẩn thận. Năm nay quý mệnh có thể đón tin vui về chuyện thêm con thêm cháu trong nhà, nhất là những cặp đôi đang mong chuyện con cháu. Và sau đây là vận trình tử vi từng tháng, cũng như cẩm nang vượng vận dành riêng cho Giáp Dần, sinh năm 1974, trong tháng 5, tháng 6 và 7 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024 như sau. Đầu tiên là luận giải tử vi tháng 5 âm lịch. Căn cứ vào tử vi tháng 5 của 12 con giáp âm lịch, tháng mới mang tới vận may như ý, một số những thắc mắc của bạn được giải đáp, giúp bạn đi đúng đường hơn trong việc định hướng sự nghiệp. Việc kinh doanh của nhiều Giáp Dần thuận lợi, khi mà bạn không chỉ thu hút được khách hàng mới, mà còn có rất nhiều khách hàng cũ quay trở lại mua hàng, tạo độ uy tín cho bạn trong mắt của mọi người. Ngũ hành xung khắc xuất hiện, chỉ ra những mâu thuẫn khó tránh khỏi nơi công sở. Thế nhưng chính nhờ thái độ dứt khoát,
rõ ràng của quý mệnh và vai trò quan trọng trong việc xử lý các tình huống khó khăn. Bạn khá thận trọng trong lời nói chấp nhận chịu thiệt để giảm thiểu rắc rối có thể xảy ra trong tháng này. Đôi khi người ta không có tình gây khó dễ, chỉ là đang tìm hiểu những hiểu lầm xảy ra giữa hai người mà thôi. Chính vì thế thì hãy từ tốn giải thích thay vì to tiếng mà tranh cãi. Thiên tài ghé thăm trong tháng này, đây sẽ là tín hiệu đáng mừng cho con giáp Giáp Dần ở khía cạnh tiền bạc. Có thể nói bạn tìm được niềm vui ngay cả trong sự bận rộn hiện tại. Nhiều người nhảy việc trong thời gian này và tìm được nơi có thu nhập cao hơn. Nhờ thế mà bạn được cải thiện cuộc sống, cảm thấy ổn định hơn trước rất nhiều. Quan trọng là tài chính được cải thiện, các khoản thu đang đổ về, nên bạn cảm nhận được rõ việc công sức đang được bù đắp. Bạn muốn nói lời cảm ơn tới những ai đã giúp bạn suốt thời gian vừa qua. Mặt trái của việc có nhiều tiền ở trong tay, đó là Giáp Dần có xu hướng mua sắm theo tính toán. Bạn muốn thỏa mãn các sở thích của mình ngay lập tức và không thích phải tính toán cân đối so sánh như trước đây. Bạn phải sớm nhận ra vấn đề này để tránh chi tiêu hoang phí nhé. Chính ấn xuất hiện càng giúp cho con giáp Giáp Dần để họ trân trọng hơn hạnh phúc đang có, dù là những việc nhỏ mà người ấy làm cho bạn, vì tình yêu chứ không phải vì mục đích phụ lợi nào cả. Với những ai biết cố gắng sửa chữa sai lầm, vun vén hạnh phúc gia đình, thì này cũng đã có dấu hiệu tích cực khi người ấy bao dung, sẵn sàng cho bạn đón quay trở về. Một số cặp vợ chồng son lúc này cũng nhận được tin vui bầu bí, hân hoan thông báo cho nội ngoại hai bên. Người độc thân thời gian này có kẻ đưa người đón khiến cho ai cũng phải ghen tị. Những cặp đôi đang trải qua giai đoạn hạnh phúc ngập tràn. Tử vi tháng 5 của 12 con giáp âm lịch còn cho thấy lục bạch ngụ tại trung cung. Chính vì thế quý mệnh phải đi xa trong thời gian này thì cần hết sức chú tâm, đảm bảo an toàn cho bản thân, đừng để xảy ra những sự việc đáng tiếc. Bạn hãy nhớ việc đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh và điều ưu tiên hàng đầu. Thời gian này trong các chuyến đi xa, bạn hãy hạn chế việc cầm lái vì khả năng tập trung không cao. Ngoài ra, Bạch Hổ hung tinh xuất hiện dự báo có những điều gây bất lợi cho sức khỏe của quý mệnh. Thay vì cố gắng uống thuốc bổ thì bạn nên lắng nghe cơ thể mình nhé. Uống thuốc đúng bữa, thể dục thường xuyên. Về cẩm nang vượng vận, quý nhân là Mão và Tuất, tiểu nhân là Dậu và Thìn. Màu sắc may mắn là hồng và đỏ, con số phát lộc là 86 và 92. Tiếp theo là luận giải tử vi tháng 6 âm lịch 2024. Theo dõi tử vi tháng 6 tuổi Giáp Dần âm lịch, về phương diện sự nghiệp, Giáp Dần sẽ có những bước tiến lớn trong công việc, đạt được nhiều thành tựu ở tháng vượng vận khí như thế này. Có nguyệt lệnh lâm trường sinh hỗ trợ quý mệnh, chính vì thế bạn sẽ gặp nhiều điều thuận lợi, làm gì cũng suôn sẻ tới nơi tới chốn. Tâm trạng nhờ vậy cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Sự hứng khởi giúp cho bạn trở nên vô cùng nổi bật bằng sự thông minh và sáng tạo của mình. Kết hợp với tư duy mẫn tiệp, tinh thần chuyên nghiệp, con giáp này đã khẳng định được vị trí trong công ty, gặt hái được nhiều thành công. Ở thời điểm hiện tại bạn hoàn toàn có thể tự tin về năng lực của mình. Sẽ chẳng có một ai nghi ngờ được khả năng của bạn nữa đâu. Thêm cả tà phù cát tinh chiếu mệnh, báo hiệu sự nâng đỡ giúp sức từ quý nhân. Quý mệnh lại có thêm sự tương trợ từ bên ngoài thì sẽ càng thăng tiến mạnh mẽ hơn nữa, như hổ mọc thêm cánh, phú quý không ai sánh bằng. Tuy nhiên, không có may mắn nào từ trên trời rơi xuống. Để có thể đạt được tất cả những điều mình mong muốn, bạn càng phải trải qua không ít khó khăn và thách thức, 5 lần 7 lượt mới nắm bắt được thành công, không có chỗ cho sự lười biếng hay ăn may. Nếu quý mệnh quá ỷ lại vào vận may mà không chịu nỗ lực, bạn có thể sẽ làm cơ hội trôi qua rất đáng tiếc. Thêm một điều nhắc nhở nữa là tháng này bạn càng tỏa sáng, càng dễ bị tiểu nhân ganh ghét do nóng mắt. Thiên cầu hung tinh nhắc nhở hung họa tiềm ẩn rất nhiều. Bạn chớ nên chủ quan, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ngoài ra thì bạn nên chú ý thái độ và cách hành xử, mà chớ nên kiêu ngạo kẻo tự rước họa vào thân. Dẫu không ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người, nhưng từ phía mình chỉ cần bạn hành động đúng mực thì không có gì phải lo lắng. Cát khí trong tháng này cũng có lợi cho việc trau dồi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm. Nếu có cơ hội được học hỏi trong môi trường chuyên nghiệp, đừng quá do dự, bởi đó có thể là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời bạn. Ở phương diện tài lộc, tháng tới mang đến cho Giáp Dần nhiều cơ hội gia tăng tài sản, lộc lá đầy nhà. Giáp Dần lúc này với khả năng chi tiêu chu đáo, lại thêm tài tin hỗ trợ, cho nên nhìn nhận mọi vấn đề đều rất thực tế và thông suốt nhé. Tài vận khá sáng. Khi bạn được trường sinh hộ mệnh, công việc tiến hành trôi chảy thì tài lộc ắt tăng theo là lẽ đương nhiên. Quý mệnh bớt đi nhiều điều phiền não, tập trung làm tốt việc của mình, lợi nhuận nhờ vậy cũng tăng lên khá nhanh. Thêm cả thiên tài báo hiệu,
Quý mệnh cũng có thể gặp mối đầu tư mang tính thách thức, nhưng bù lại lợi nhuận hứa hẹn vô cùng rủng rỉnh trong tháng này. Có thể tận dụng lúc này để tổng lực triển khai dự án mới hoặc phát triển quy mô dự án cũ, tất cả đều đầu xuôi đuôi lọt, giúp quý mệnh bỏ túi không ít lợi nhuận, trong khi các mối quan hệ hợp tác cũng cần được bồi dưỡng trong tháng này để tranh thủ kiếm về nhiều hợp đồng dự án có lợi. Cũng nhờ quan hệ xã giao tốt đẹp, bạn vừa bớt được nhiều đối thủ cạnh tranh, lại vừa có người sẵn sàng giúp đỡ khi gặp khó khăn. Nhờ có tài vận ổn định, bạn có thể thoải mái làm những việc mình muốn. Nhìn chung bạn cần chăm chỉ, cần cù thì chắc chắn vì làm ăn buôn bán sẽ không đến nỗi nào, đồng ra đồng vào là chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, bạn cũng cần tự nhắc nhở bản thân rằng làm gì cũng cần có kế hoạch cụ thể, đừng tiến hành một cách mù quáng, cảm tính mà bị kẻ xấu lợi dụng, nhất là khi trong tháng có cả thiên cầu hung tinh hoành hành, sai một ly là có thể trả một cái giá rất đắt. Nếu biết đánh giá tình hình chính xác, bạn có thể tránh được những tổn thất không đáng có, cũng như kiếm được một khoản lời lãi kha khá cho mình. Trong tháng này, may mắn nguyệt lệnh lâm đất trường sinh xuất hiện, nên hứa hẹn chuyện tình cảm của giáp dần được thuận buồm xuôi gió. Vợ chồng duy trì được cảm xúc ổn định, thường xuyên chia sẻ suy nghĩ với nhau và cùng nhau trao đổi giải quyết mọi vấn đề. Nhờ vậy mối quan hệ được củng cố và ngày càng bền chặt, hạnh phúc gia đình được đảm bảo. Tình cảm của các thành viên trong gia đình lúc này có sự gắn kết mạnh mẽ. Bạn đang cảm nhận được sự động viên tinh thần mọi người dành cho bạn trong mọi việc. Tử vi tháng 6 âm cho thấy thể trạng của giáp dần trong tháng khá tốt, khá ổn định, không gặp vấn đề lớn hay trục trặc nào quá lớn cả. Dù vậy bạn vẫn nên chú ý dưỡng sinh cơ thể trong mùa đông lạnh lẽo để tránh các triệu chứng khó chịu uể oải, làm cản trở cuộc sống và công việc của mình. Bạn cũng hãy lưu ý trong tháng có sự xuất hiện của sao xấu thiên cầu, có thể mang tới họa va quệt bất ngờ. Điểm báo tử vi nhắc nhở giáp dần nên cẩn thận khi đi lại, hạn chế đi xa, tới những nơi cao hẻo lánh. Trên hành trình đi lại, nếu gặp miếu, điện, chùa, tháp, nên vào khấn vái để cầu mong sự bình yên. Về cẩm nang vượng vận, quý nhân là Mão và Tuất, tiểu nhân là Dậu và Thìn, màu sắc may mắn là hồng và đỏ, con số phát lộc là 83 và 73. Và cuối cùng là luận tử vi tháng 7 âm lịch 2024. Tháng này những chú gà sẽ khiến cho mọi người xung quanh phải ngạc nhiên bởi cú bức phá ngoạn mục của mình trong tháng 7 của năm Giáp Thìn này. Dưới sự che chở của Thiên Đức Cát Tinh, chính vì thế sự nghiệp rực sáng cùng những cơ hội phát triển đáng kể, quý mệnh lúc này còn có sự hứng khởi và năng lượng tràn đầy để theo đuổi mục tiêu. Đây là thời điểm tốt nhất để tuổi này nắm bắt thời cơ củng cố vị trí đang có, tiến những bước xa hơn trên chặng đường công danh, sự nghiệp. Lại thêm Thiên Ấn xuất hiện trong tháng này, báo tin vui cho con giáp giáp dần biết rằng nỗ lực của bạn trong nhiều tháng qua đã bắt đầu có kết quả. Bạn bình tĩnh lúc này, hãy tập trung trong công việc, hoàn tất được nhiều nhiệm vụ chưa hoàn thành từ trước đó. Các mối quan hệ với đồng nghiệp và đối tác cũng đều diễn ra tốt đẹp, mang tới cho bạn nhiều sự hậu thuẫn, sự phối hợp ăn ý giữa mọi người, giúp những vấn đề khó khăn trước đó được giải quyết trong thời gian sớm hơn, đỡ tốn công tốn sức so với khi bạn làm một mình. Sức mạnh tập thể càng giúp bạn tiến nhanh và tiến xa hơn, cho nên thường ngày đừng quên chăm sóc cho mình những kết nối xã giao của mình. Dù đối phương không giúp bạn được về mặt vật chất hay là nâng đỡ bạn trong công việc cụ thể, nhưng cũng sẽ mang tới cho bạn sự ủng hộ cần thiết. Tất nhiên bạn cũng không nên quá ỷ lại vào người khác, mà tự mình hành động, chăm chỉ nỗ lực thì mới đạt được kết quả đúng như ý nguyện. Nhân lúc cát khí tràn lan, đây cũng là thời gian tốt để bạn trau dồi, cũng như rèn luyện tất cả những gì liên quan đến sáng tạo trong công việc của mình. Việc mạnh mẽ và tự tin bộc lộ khả năng của mình là chìa khóa để bạn đánh đổi lấy. Vậy là sau những cố gắng không ngừng nghỉ, thì giáp dần cuối cùng cũng gặt hái được thành công, từng bước tiến đến với mục tiêu mà mình đã đặt ra. Cấp trên nhìn thấy những nỗ lực không mệt mỏi, quyết định trao thêm trọng trách, cất nhắc lên vị trí cao hơn. Bên cạnh những may mắn kể trên, giáp dần vẫn cần hết sức thận trọng khi ngũ quỷ hung tinh xuất hiện dự báo có điểm tiểu nhân quấy phá. Lúc này bạn cần ý thức rằng, dù bản thân đang có lợi thế thì cũng chưa nên tỏ ra hùng hoàng, khoe khoan coi thường người khác. Người càng tài giỏi lại càng khiêm tốn, chớ vì sĩ diện nhất thời mà tỏ rõ thái độ không đúng mực, chiêu gọi tiểu nhân, tự rước rắc rối cho bản thân mình. Tử vi của 12 con giáp âm lịch cho biết, tài lộc của giáp dần vượng lên khá rõ, cục diện chính ấn mang tới cho bạn nhiều may mắn về tiền bạc, cả nghề tay trái lẫn nghề tay phải đều đem lại thu nhập khả quan, nhưng chính tài vẫn có xu hướng nhịn hơn, công việc đang tiến triển mạnh mẽ,
đảm bảo cho quý mệnh có nguồn thu nhập rủng rỉnh. Bên cạnh khoản lương cứng với biểu hiện xuất sắc của mình, Giáp Dần còn có thể nhận các khoản phụ cấp, đãi ngộ, thưởng nóng về trách nhiệm. Đặc biệt việc ký kết hợp đồng diễn ra suôn sẻ, bạn được dự báo sẽ thu về khoản chi doanh số không nhỏ. May mắn tiếp tục đồng hành với Giáp Dần ở phương diện tình duyên, tháng này chuyện tình cảm của bạn sẽ có nhiều niềm vui. Nhờ bán hợp đồng hành, gia đạo an vui, vợ chồng đồng lòng vui vẻ, chuyện nhỏ đến lớn đều được đem ra bàn bạc và hỏi ý kiến của đối phương. Nhờ vậy mà không khí gia đình luôn tràn ngập sự ấm cúng và hòa thuận. Điều duy nhất là Giáp Dần cần phải quan tâm, đó là tình hình sức khỏe của mình trong tháng này do ảnh hưởng của Nguyệt Lâm Đất tác động, cho nên những vấn đề từ nhỏ như mất, ngủ ăn uống kém ngon lại khiến cho thể trạng của bạn sa sút nhanh chóng, bệnh cũng có thể tái phát nếu thời gian qua bạn đã lơ là việc chăm sóc sức khỏe. Những thói quen sinh hoạt thiếu khoa học, lối sống thiếu lành mạnh sẽ khiến cho bạn phải trả giá. Ngoài ra thì hung tinh ngũ quỷ cũng nhắc nhở quý mệnh đi lại, làm việc phải thận trọng nhé, kẻo bị va quẹt bất ngờ, nhất là trong những ngày giữa năm này. Về cẩm nang vượng vận, quý nhân là Sửu và Mùi, tiểu nhân là Dậu và Thìn, màu sắc may mắn là tím và hồng, con số phát lộc là 12 và 91. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 5, 67 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024, cho người tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.